Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận 400 cái token MMB tương đương với 5 đô la. Thì ở dự án này mọi người sẽ được phân phối về ví sau khi nó kết thúc cái chương trình IDO này. Và để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot, tiếp theo chọn Start này. Rồi, tiếp tục chọn Continue. Rồi sau đó thì mọi người sẽ nhập mã captcha ở đây. Tiếp tục thì mọi người sẽ làm các nhiệm vụ join vào Telegram. Rồi quay trở lại này, sau đó join vào channel. Quay trở lại. Ở đây mọi người sẽ follow Twitter và retweet lại bài đăng. Rồi sau đó thì mọi người bấm chọn theo dõi. Và ở đây mọi người sẽ retweet lại cái bài đăng này của nó. Mọi người có thể trích dẫn cái username của nó nhé. Rồi chọn tweet lại đây. Và quay trở lại bot cho mình. Mọi người sẽ bấm chọn don. Tiếp tục chọn don này. Sau đó nhập username của Twitter. Rồi sau đó chọn đôn và mọi người sẽ nhập địa chỉ ví mạng BSC. Rồi ok mọi người, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.